Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Câu hỏi số 35. Đi bác sĩ, tôi khai nhiều bệnh. Nào có mỡ trong máu, huyết áp cao, bướu trong gan. Bác sĩ chịu, không biết kê đơn ra sao, khuyên đi nhập viện. Đối với phương pháp Oshawa, 1-2 bệnh còn hy vọng. Chớ quá nhiều bệnh như tôi, chắc phải chịu hết chớ làm sao mà chữa khỏi được, phải không? Tôi có một bà dì mắc đủ chứng bệnh. Như của ông thì bác sĩ bảo rằng bà hãy cho tôi biết bệnh nào đối với bà nặng nhất để chữa, chớ kê ra nhiều quá thì tôi biết đằng nào cả. Thật tế mà nói, thì khi mắc bệnh chúng ta không chỉ mắc một chứng bệnh đơn thuần mà chắc chắn là có nhiều chứng khác. Ăn theo như bộ ba nhông xên đĩa trong một chiếc xe gắn máy. Nếu bị hư, cả hai cái kia không ít thì nhiều cũng mòn theo, và nếu thay thì thay cả bộ. Đối với các nền y học khác, thầy thuốc chỉ chữa một chứng bệnh chính. Cùng lắm, các chứng bệnh ăn theo chữa được bệnh bón thì bớt được chứng nhức đầu, chữa được bệnh tiểu đường thì bớt đi bệnh mất trí nhớ. Chớ những bệnh độc lập như bướu trong thân, sỏi trong thận, phổi có nước, máu lại cao, sán trong gan, lại thêm tánh tình khó chịu, kiêu căng phách lối. Nói chung là những bệnh thuộc tâm lý thì thầy thuốc khó chữa cho triệt để và người bệnh phần đông phải chịu chết. Nhưng phương pháp Oshawa lại khác hẳn. Chỉ cần một thực đơn quân bình là chữa được những bệnh đã thấy rõ, đó là chưa kể đến những bệnh còn nằm tiềm ẩn chờ thời. Cái hay của phương pháp này là chữa được ngay gốc. Khi cái gốc được chữa lành thì mọi cái ngọn đều được quy phục. Bằng cớ là có người chỉ cần mong cho chữa hết bệnh chàm thì chàm chưa hết hẳn mà đã hết bệnh bón và bệnh thường mất ngủ mà họ không mấy quan tâm vì chịu đựng được. Nói tóm lại, không những khi ta tưởng chỉ mắc một, dẫu cho nhiều chứng bệnh phụ theo mà mọi ngành y của thời đại đều chịu thua, hay nếu không thì cũng mất mát quá nhiều thời gian và bạc tiền để chạy chữa mà đâu chẳng khác gì lành hẳn, thì phương pháp Oshawa là một cái phao cứu sinh cho tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo, chủng tộc. Nhiều người khi nghe nói điều này có thể mỉm cười, tỏ vẻ thương hại, tại sao trên đời này lại có kẻ mê tín dị đoan đến thế. Nhưng xin quý vị ấy yên tâm, giàu có là mê tín đến đâu mà nó chữa được bệnh cho quý vị không tốn đến một đồng xu trong một thời gian có thể là kỷ lục, từ 10 ngày cho đến vài tháng, thì cái mê tín ấy cũng đáng mê lắm chứ. Tôi xin kể ra đây một câu chuyện mê tín kỳ diệu. Sau năm 1975, tôi có gặp một cán bộ ngoài Bắc vào Nam đến nhờ một người ăn theo phương pháp Oshawa, ông Nguyễn Văn Sáu, chữa bệnh theo phong thấp mà ông từng chịu đau khổ không biết bao nhiêu năm trời. Ông từng ở nhiều nước ngoài, như Hungary, Liên Xô cũ, và những nơi này không nơi nào chữa được khỏi cái bệnh phong thấp đang hành hạ ông. Khi về Việt Nam ở miền Bắc lúc bấy giờ, nghe nói một thầy lang ta có thể chữa được bệnh này, ông tự nhủ lòng, nếu quả như vậy thì ông sẵn sàng tặng cho thầy thuốc một chiếc đồng hồ đeo tay. Nghe ông nói chúng tôi tự nghĩ, có lẽ thời đó chiếc đồng hồ đeo tay giá lắm. Nhưng rồi ông thất vọng và sau khi giải phóng, ông vào Nam và được giới thiệu cách chữa trị theo phương pháp Oshawa. Nhìn ông, tôi có thể thấy ông rất hài lòng với cách trị liệu coi bộ có kết quả khả quan và không tốn kém này. Ha ha ha, 问什么的说